Còn tại Ý thì lễ hội ánh sáng lung linh huyền ảo tại Bressanon năm nay sẽ hội tụ 29 tác phẩm từ các nghệ sĩ trên khắp thế giới. Và lễ hội này được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng. Đây là năm thứ tư thành phố ở dãy núi Alps của Italia tổ chức lễ hội. Chủ đề năm nay có tên Nước là sự sống, ánh sáng là nghệ thuật. Với hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật khác nhau, nối tiếp tạo thành một đường màu xanh lam dài 3,2 km. Thật tuyệt diệu, quá tuyệt vời. Tôi chưa từng đến lễ hội ánh sáng và nó đã khiến tôi bất ngờ. Các tác phẩm đẹp vô cùng, những nghệ sĩ đã làm rất tốt. Một trong những điểm nổi bật trong lễ hội năm nay là tác phẩm cảnh báo toàn cầu của nghệ sĩ Italia Stefano Gacon. Cảnh báo toàn cầu là một cấp độ cao hơn của nóng lên toàn cầu. Nó không chỉ đơn giản là hiện tượng băng tan, mà còn là lời cảnh báo từ chính hành tinh của chúng ta. Đó là đại dịch, đó là xung đột, đó là những ảnh hưởng của chúng ta với hành tinh này. Ngày 16 tháng 5 tới đây sẽ là ngày quốc tế ánh sáng của Liên Hợp Quốc. Chủ đề của lễ hội sẽ chuyển sang tầm quan trọng của ánh sáng trong vòng một tuần, kéo dài đến khi lễ hội kết thúc vào ngày 22 tháng 5.